Giải cứu bé trai 10 tuổi đề nghị điều cẩu loại lớn vào kéo ống trụ bê tông. Trong diễn biến mới nhất vụ giải cứu bé trai rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp, đơn vị cứu hộ đề nghị điều thêm cẩu loại lớn đến hiện trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp có buổi làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải về phương án nhổ ống trụ bê tông mà bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, rơi xuống tại dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Tháp thống nhất phương án nhổ cọc qua 11 bước. Theo đó, công đoạn nhổ cọc có thêm 2 ống vách đường kính 2m và 1 mét đóng xuống bao bọc ống cọc bê tông. Bên cạnh đó, đất xung quanh lòng vách được làm mềm và hút ra ngoài. Theo đánh giá của đơn vị cứu hộ, phương án mới này đáp ứng được các phương tiện thời gian, an toàn và tận dụng thiết bị tại chỗ để kéo ống trụ bê tông lên được. Đơn vị cứu hộ cần thêm một cẩu 80 tấn hoặc ít nhất 50 tấn bổ sung vào hiện trường. Hiện tại hiện trường có 2 cẩu 50 tấn và 35 tấn. Theo tìm hiểu, trước đó một cẩu trọng tải khoảng 120 tấn được đề nghị đưa vào hiện trường. Tuy nhiên do hiện trường cứu hộ nằm giữa cánh đồng, sông nhỏ tàu lớn không vào được nên phương án này khó khả thi. Đến nay công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã bước sang ngày thứ 8 nhưng chưa đạt được kết quả như mong đợi. Trưa 31 tháng 12, bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. Trong lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam rơi xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Ba bé đi cùng truy hô nhờ mọi người đến cứu Hạo Nam. Anh Đoàn Tuấn Em, 33 tuổi, công nhân công trình cầu Rọc Sen kể lại, tôi chuẩn bị về ăn cơm thì một bé gái chạy vào kêu, chú ơi, có bé lọt hố rồi. Nghe vậy tôi và mọi người chạy ra ống trụ bê tông, tôi hỏi lớn, cháu ở đâu? Phía dưới bé trai nói, cháu ở dưới hố, cứu cháu với, lôi cháu lên với. Lúc đó tôi rất lúng túng, chỉ nói, chờ chú nhé. Anh Tuấn Em chạy đi kiếm sợi dây và cùng các công nhân để kéo bé Nam lên. Bé Nam bám vào dây một lần, sau đó lại tuột xuống dưới. Anh Tuấn Em kể lại. Đại úy Nguyễn Phương Hồng và công an viên Đặng Văn Giang, công an xã Phú Lợi cho biết, khi nhận thông tin chỉ 5 phút sau hai anh đã có mặt tại hiện trường. Lúc này cả hai không nghe thấy tiếng của bé Nam, chỉ thấy mọi người đang cố gắng thả dây oxy xuống ống trụ bê tông. Hơn 30 phút sau, lực lượng cứu hộ đến hiện trường, tiếp tục thả dây oxy, thả dây cứu hộ nhưng không nhận được tín hiệu từ nạn nhân.